Giờ mọi người biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đấy, hơn 11 giờ rồi. Mọi người thấy tiếng nhỉ? Im lặng đúng không? Đúng rồi. Thế thì mai mình sẽ dậy sớm để kiếm một chút nào đấy nó ồn ào tí nhá. Bắt đầu nào. Còn bây giờ ngủ cả. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh A Channel. Thì hôm nay mình sẽ cho mọi người một sự ồn ào của một biết nói làm sao nhỉ, một cái mở bài để cho đoạn vlog nó hay hơn. Thì đấy là giấc mơ của cái tuổi lứa tuổi học sinh, khi mà chúng ta phải đi bộ này, ước mơ muốn mua một cái xe đạp này để đi cho đỡ vất vả, rồi là ước mơ một cái xe máy thì quay gym, xong rồi cái giấc mơ huyền thoại gọi là đẳng cấp vẫn là cái dòng xe SH. Không chỉ giấc mơ của riêng mình, bản thân mình, mà còn giấc mơ của rất nhiều người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái dòng xe SH. Thì thực sự là nó rất là bình thường rồi, nó không có cái gì để mà nói cả. Nhưng mà ở đây có một điều đặc biệt, đó là về cái âm thanh nó sẽ ồn ào. Một sự cách tân mới mà mình cũng chưa thấy ai làm, thì hôm nay mình sẽ làm luôn. Đó là về dòng bô forward ở trên xe SH. Đi cùng mình nào, bắt đầu. Let's go it. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. Tèng 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 tèng. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là con bô Forward ở trên chiếc xe SH 2021 phiên bản 2020, 21, 22 hiện giờ vẫn cùng một form dáng. Và chỉ khác cách tân ở đây là con bô Forward nằm trên xe. Thì mình giới thiệu qua về con xe này. Xe này mình đi mượn và bô mình cũng đi mượn. Còn chủ xe độ như nào trên xe thì mọi người có thể đánh giá sơ qua của mình nhá. Chúng ta bắt đầu là, đầu tiên là con bô Forward này, đặc trưng này. Tiếp đến là mắt cú mèo trước sau để di chuyển trong thành phố dễ nhận biết. Tiếp đến là có dán một cái 7 màu ở trên cái đèn định vị. Mặt nạ ốp nhựa mặt nạ to 3 sập. Còn lại thì cấu hình của xe là nguyên zin, không có gì thay đổi. Con này là SH 150 nha mọi người, 150 màu đỏ. Thì cái đèn sau xi nhan đèn hậu thì là đã dán lớp phim đen rồi, tối. Nói chung là cái cấu hình với cái ngoại hình của xe thì không có cái gì phải bàn cả, vì nó cũng đơn giản. Một số màu, một số món, nói thẳng ra là của tàu. Đấy, để cho cách tân cái xe đi cho nó khác, không đồng đều. Bây giờ SH thì nó tràn lan rồi, mình muốn nhấn điểm cho nó một cái gì đó lạ lẫm. Thì ở đây mình muốn nói về cái bô Forward này. Thì thực sự ấy, ở trên dòng xe SH thì có rất nhiều loại bô Akamovic, rồi Yokoshima, rồi là nhiều loại bô rồi. Thì bô ở đây cái đít bắt tiêu thì bị mất, đem ra là ốc vào ốc bô vào ốc tiêu bô vào ốc Salaya nha.
đây để mình nói chút. Thì mình xem thì đa số mọi người làm xe thay bô là phải đi với cả bô xăng lửa, tức là làm có một cấu hình bài bản. Nhưng mà ở đây xe zin mà thay bô forward thì mình sẽ cho mọi người một chút về cái quan điểm của mình. Quan điểm của chiếc xe như này thì nói thẳng cái ưu điểm, tất nhiên là tiếng nó sẽ trầm ấm hơn, nó hay hơn cái bô zin, rồi là ngoại hình nhìn nó rất liền lạc xe, đúng không? Vành thì chưa sơn sport, nhìn nó rất đồng màu với cả cái tổng thể cấu hình xe màu bạc, nhìn rất là sang trọng lịch sự. Còn cái nhược điểm lớn nhất là khi chúng ta không làm cái cấu hình xe để xe zin mà gánh quả bô, mọi người nhìn cái đít bô, cái đít bô này đã to hơn đít bô zin rồi đấy. Về tổng thể cấu hình xe thì là tất nhiên là nhược điểm muốn nói là cái hơi nó sẽ ra nhiều, mà cái động cơ thì nó vẫn nhỏ, 150 là vẫn nhỏ nhá. Để thổi cái bô này 125 thì mình chắc chắn là nhỏ rồi, 150 mình thổi không hết cái bô này. Thì cấu hình 150 zin thổi bô này thì nó chỉ gầm rú chứ nó không vọt được. Nhưng mà theo ấy, cái khái niệm mà mình nghĩ, mình không phải mình nghĩ mà mình suy đoán ấy, thì cái hệ thống bô nó chỉ là cái hệ thống ống xả thôi, tức là động cơ làm việc bao nhiêu thì nó xả ra chứ nó không ảnh hưởng gì đến máy. Nhưng mà theo rất nhiều những cái người mà làm xe ấy, thì họ lại có cái kinh nghiệm của họ cho rằng là bô độ thì phải để phù hợp với cả làm máy, còn bô còn cấu hình zin ấy mà thổi bô độ vào ấy, thì nó chỉ gầm rú nó kêu tiếng thôi chứ xe không vọt, xe không bốc được nữa. Mình muốn làm cái ví dụ thực tế cho mọi người luôn đấy. Thì trước tiên mọi người muốn hiểu cái câu bô forward này này, bô forward này hàng xịn thì nó rơi vào tầm mười mấy triệu, còn hàng fake thì nó sẽ rơi vào vài triệu. Hàng fake Pháp, nó là của Pháp nên thực rất là fake, và bô này mình mượn cũng là bô fake, nó cái giá là dao động từ 2 triệu đến 4 triệu tùy từng loại. Fake 11 hay là fake hay là fake 111 hay là fake 11 hay là fake nhiều nhất gì nhỉ? Fake 1, fake 2. Đấy. Thì ở đây mình muốn nổ cái tiếng bô zin cho mọi người xem luôn. Thì nó nghe nó rất là ấm. Nói chung là cũng to hơn bô zin nhưng mà nó không được ấy. Để nói tiếp, khi mà chúng ta thay bô vào mà chúng ta lắp tiêu forward vào chạy trên xe zin thì nó rất là êm bấm, không có cái gì gọi là kiểu như là nó thể hiện hay là nó hống hách cả đấy, ấm. Mà mình không biết là cái cấu hình xe độ thì có thể hơi nó sẽ khỏe hơn, hoặc hơi nó sẽ kiểu là mạnh hơn, lực mạnh hơn, nhưng mà
Hiện tại bây giờ thì mình đã cho mọi người nghe cái tiếng đấy, như tiếng máy với tiếng bô nó xả ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái tiêu bô ra để mình cho xem cái uy lực của cái bô forward này. Thằng fake thôi nhá, mình không biết thằng xịn nó âm thanh như thế nào, nhưng fake 1-1 là cơ bản, gần hết nó cũng giống nhau rồi. Mình tháo cái tiêu bô forward thì còn hai cái tiêu, kiểu fake hàng ngâu thì nó fake 1-1, kiểu fake 1-2 thì nó vẫn có cái tiêu này. Mở cho mọi người xem. Cái tiêu đây, sau một thời gian đi, con bô này phải đi mấy năm rồi đấy mọi người. Này, mọi nhìn cái rong đen của nó này. Đấy, đen xì hết rồi, kít hết rồi, muội bám đầy. Này, vệ sinh cũng được thôi, nhưng cứ vệ sinh nó lại bẩn à. Nên là thôi, cái này đút bên trong cũng chả ai nhìn. Đấy, thì tháo ra mọi người thấy này, cái đầu này, cái này chỉ hai mấy thôi, nhưng mà sang cái này chắc phải ba mấy luôn đấy, 32, 33 thì cái này nó chỉ tầm 22, 24 thôi, mình nhớ tiêu nhỏ nhất. Còn mọi người có nhiều kiểu độ tiêu nữa, nhiều hàng làm bô làm tiêu để phù hợp với cấu hình của xe, xả hết xe rồi mọi người check luôn bô tháo tiêu nhé, forward. Rồi, thì bây giờ tức là khi chúng ta ve ga thì sẽ có âm thanh đanh và rất là mạnh, nghe rất là lực. Nhưng mà cái xe thì mình sẽ test cho mọi người luôn, đi trên đường sẽ là âm thanh phọt như thế nào. Thì ở đây mình sẽ dùng hai cái mic. Một cái mic là mình sẽ làm cho mọi người được cái âm thanh đang đi trên xe, và cái mic thứ hai thì mình sẽ gắn ở đây là âm thanh cố định để mọi người như là đi đường, mọi người thấy nó đi qua vọt qua, xem trải nghiệm mọi người như nào nhá. Đây, mình sẽ gắn vào máy quay rồi bắt đầu mình đi. Thì ban đầu mình sẽ đi cái âm thanh tháo tiêu trước vì mình đang tháo tiêu rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp tiêu.
lắp tiêu và mình chạy thử để xem cái độ vọt nó thế nào. Thực sự thì mình đã làm nhiều rồi nhưng mà đây mình muốn làm để cho mọi người nghe âm thanh, mọi người sẽ nghe tiếng máy thôi. Mình đã giới thiệu sơ qua về con Bofrost cho mọi người xem. Thì ở đây mình muốn nói là về xe độ. Thì thực sự ấy, nếu mà để bình thường ấy, khi mà để đi ra lưu thông ấy, các chú công an để ý thì cái bô chúng ta phải kêu âm thanh to hoặc là có cái gì đặc sắc. Nhưng mà khi lắp tiêu ấy, trên Bofrost ấy, nó như cái chế độ on off ở trên ô tô ấy. Tắt off chúng ta có âm thanh trầm ấm, nó không gọi là kêu la hay là gầm rú gì là nó thể hiện hay là nó bồng bột cả. Đấy, nó vẫn rất là êm ái, nó không ảnh hưởng gì đến cả cái tính cách hay là cái con người của cái xe cả, mà nhìn vẫn rất thời trang, rất đẹp. Nhưng mà ấy, khi tháo tiêu ra thì nó như một con quái thú sổ chuột, âm thanh rất là gầm rú, rất là điên dại, rất là kiểu như là muốn vít ga, muốn tăng ga cho chúng ta cái cảm giác rất là sport thể thao. Thì lời khuyên của mình ở đây ấy, bất cứ ai mà có điều kiện thì nên thử một cái gì đó khác lạ so với xe zin, một cái gì đấy tạo điểm nhấn cho cái xe để cho chúng ta không giống ai cả. Chơi xe mà, chơi xe là cá tính của riêng mỗi người, đừng có áp đặt là mình phải chơi zin, mình phải chơi theo bài này bài nọ. Chúng ta có quyền được lựa chọn, chúng ta bỏ tiền ra và chúng ta có cái sự lựa chọn của riêng bản thân mình. Thì ở đây mình nêu ra quan điểm của bản thân mình về con Bofrost là chủ yếu nha mọi người. Trong vlog hôm nay mình nói về tổng thể CSH, giấc mơ của rất nhiều anh em, giấc mơ của rất nhiều thiếu niên học sinh mà lắp trên cái Bofrost này nữa. Nhìn rất là hầm hố, nhìn rất là thời trang, rất là đẹp. Còn rất nhiều loại bô nữa, mình cũng không ép mọi người là phải sử dụng bô này. Mình thấy á, những cái bô lắp tiêu nhìn nó rất là lộ liễu, nhưng mà riêng Bofrost thì mình cảm thấy là khi lắp tiêu vào cũng như tháo tiêu, bô nó vẫn rất là mạnh mẽ. Lắp tiêu vào nhìn trông rất thời trang, rất là lịch sự, tháo tiêu ra thì phong cách rất là mạnh mẽ, nhờ độ cấu hình theo bài bản ấy, chạy rất là ok. Thì trên đây là một số quan điểm của mình và cũng như là âm thanh test trên xe SH150 cấu hình zin thổi Bofrost. Thì mọi người có quan điểm nhận xét gì có thể comment đánh giá và chúng ta cùng xây dựng. Rất cảm ơn mọi người đã xem cái kênh vlog này của mình. Thì xin hẹn mọi người ở những cái vlog, những cái trải nghiệm tiếp theo của mình lần sau, để mình có thể bổ sung xây dựng cá nhân những cái bản thân mình để cống hiến cho mọi người những cái vlog, những cái video nó ý nghĩa. Và đặc biệt quan điểm của mình vẫn là truyền cảm hứng cho mọi người một cái gì đấy nó tích cực trong cuộc sống, nó thay đổi cái nhận thức cổ hủ chúng ta đi một tí. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái vlog sắp tới của mình. Rất mong được mọi người ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.